Hello, chào cả nhà. okay. Hello, chào cả nhà nha. Thì hôm nay em xử lý mấy cây mai kêu bằng mai tre á cả nhà. Mai tre là mai chỉ có một thân thẳng lên á. Thì có cây này cao cắm chừng 3 mét vậy, em cắt bớt rồi, chừng mét mấy à. Sau Tết thì em cũng lặt bông. Em cắt tỉa cạch rồi em bứng ra. Mà xác sức sống rồi em cũng không dám hứa nữa, tại em bứng bị bể cái bầu. Rồi rễ nhóc ở chân hai cây này đều bể bầu hết rồi. Giờ mình trồng lại sau Tết rồi, cắt tỉa cành hết rồi. Nó như vậy nè. Mình lấy cưa khứa mấy cái phần này cho nó đâm chọi đây, nhưng mà tỷ lệ sống của nó không biết. Rồi em phải cắt lên đây em chét keo lại nữa nè. Mua chai keo mà để cho nó liền da như nó không có xì mũ á cả nhà. Không biết tỷ lệ sống nó có cao không. Giờ mời cả nhà trồng với em nha. Cây này cái nè, nó không có nhánh gì trơn á, nó cao vậy đó. Mà bứng bị bể cái bầu nữa cả nhà. Bây giờ trước khi trồng á, mình cho cả nhà xem mấy cây mai của mình đây nè. Ăn Tết xong rồi cái mình xả tàn, mình phân xuống, cây mai này nó to lắm. Sợ nắng che cũng cắt rồi chét keo hết nghe cả nhà, nhưng mà dán giấy bạc cho nó đỡ xì mũ. Cây này thì dán bay nha cả nhà, đây bề hoành 45 nha cả nhà, em chừa khoảng 2 mét mấy à, em chừa dán bay luôn. Đây đây một nhánh em chừa cho nó dán, cái dán thì nó dán nằm sẵn. Em tính bứng em trồng lại nhưng mà là sợ nhánh nó ra không đều, sẵn là chơi dán bay như vậy luôn. Mấy chỗ này nó không có nhánh, em khứa thử coi nữa nó có nhảy tược dưới này không. Khứa năm đường, đang đường rồi dưới này một đường nữa, khứa ngang da nó. Có cây này như cái đuôi vậy đó, cái hình con gì á cả nhà. Đó. Nhánh này là nữa là em để này ba nhánh, hôm hổm bốn nhánh mà em cưa hết một nhánh này, em phải đục này vô để nó bị hư em chét keo lại nữa. Tính để ba nhánh là tam tài thì kêu phúc lộc thọ gì đó, nhưng mà em thấy gốc này hơi nhỏ quá, em cắt hai nhánh này bỏ luôn. Em chừa một thân bên đây à, thân nó cao rồi em chừa nhánh ở trên, em cắt hai cái chi này bỏ, em chừa chi lớn ở ngoài này. Cây này có dáng á cả nhà, nó nhỏ nhưng mà trong dần mai em thích nhất cây này. Còn hai cây tứ quý này hổm ông em muốn vô chiên 1,7 triệu mà mình tiếc mình chưa có bán để dành chơi, tại vì nó là tứ quý á, nở bốn mùa luôn, rồi lúc nào nó cũng có bông chùm như nè. Rồi em thích để phải trên 1 triệu là em hơi tin, có 2 triệu là em bán rồi. Bên đây một cây em bứng hồi ăn Tết xong là em đặt ống vô giường nè, ngay cái đường ống em bứng này thì hoành cũng 40 mấy á cả nhà. Này, em bứng hôm nay cũng được cả tháng nha, đang đâm tược nha cả nhà. Đó cây này thì nhìn nó cũng lạ lạ nha cả nhà. Rồi em thấy em để lại em chơi, nghe em đòi chia lại 5 triệu nhưng mà em chưa bán, tại vì em mới bứng à, mới dưỡng lại đó. Đây nè, mới ra tược, nói chung là nó ra đều hết á cả nhà đó, nguyên một vòng này luôn. Nhánh này thì nó còn u nó ra dưới này nhiều lắm, chứ đây thì nó cũng đang ra. Đây ở trên này thì nó ra đều luôn nè cả nhà. Đó đây bên đây hai chi. Bên này cũng đang chuẩn bị ra luôn rồi cả nhà. Nó nhỏ quá. Đây nè. Vẫn thấy nha cả nhà. Còn ở đây thì em cắt da nó đâm ra đây, tại cái phần bên đây nó hơi lép. Bên đây cũng ra hai tược nữa nè cả nhà. Đó, đây là ở trên. Đó, nó đang ra. Chỗ mình cắt là nó tức nó ra phần dưới nha cả nhà. Nè, thấy không? Em cắt ở trên này
Ra ở dưới này là hai tược này cả nhà, đó cắt ở trên là ở dưới nó ra hết cả nhà. Như chỗ này bên đây nó hơi lép đó, nó lép từ trên dưới luôn. Ở bên đây thì nó có nhánh, bên đây nó cũng có nhánh rồi, nhưng mà ở mép ở bên đây thì chưa. Bên em cắt ở đây nó đang ra nè cả nhà đó. Mình em áp dụng cho mấy cái cây mai mai tre ở Áp trỏng luôn. dụng gì À, mà em hỏi em cũng khưa mấy cây mai tre nó, mình cưới cái nó tức nó ra nè. Ở đây cũng hai tược ba tược luôn á cả nhà đó. Ở trên này ra cũng ba bốn tược luôn, nó nứt ra đều hết trơn à. Gốc này thì em mới trồng, em chùm lại đang giữ cái độ ẩm á cả nhà. Mai này thì chơi bonsai luôn rồi, đôn mô lên trong cái mô bự kia này nè. Cái mai này nó cũng có cái dáng dáng nằm nằm, nhưng mà em trồng đứng lại rồi em cho nó ra tược nó đều cái cây á. Cái này em đòi để là 2 triệu, em chưa để nè cả nhà. 20 đó nè, cái 30 à, em chưa dán này luôn nè. Cắt em tỉa mới ương khoảng 3 ngày nay nha cả nhà. Thì cái bộ rễ nó, bộ đế nó cũng im, nhưng mà tại em mới trồng á em không có moi lên cho cả nhà xem được đó. Mà giờ em đang dưỡng nó lại, em chuẩn bị trồng một hàng ngang nó luôn nha cả nhà. Em quấn lại để trời nắng á nó bị khô da, nó đâm tược không được cái cả nhà. Còn một cây mai xù, cây mai cũng mai tre ít nhánh quá, thì bữa em bứng cái này em đôn thì cao khoảng 3 mét mấy nha cả nhà. Thì bữa em trồng đứng lại đôn gốc lên. Mai này cũng lâu rồi, nhưng mà tại lúc trước giờ em bận công việc chứ không có đam mê. Còn giờ thì em chuẩn bị sửa nó lại nha cả nhà. Cây này tháng 3 tháng nữa là được sum xê luôn cả nhà. Giờ nó ra quá chừng luôn, ra đều cây hết trơn. Bây giờ em chuẩn bị trồng hai cái cây này nha cả nhà. Em phần nó xuống trước em chát keo. Con cầm cái dạ, mình khắc cho nó nở, nó ra tược nha cả nhà. Như khứa như nãy cây cây lớn ngoài á, mình khứa vòng vòng đây nè, nó cho nó đâm tược kia. Mình khứa cái phần da thôi nha cả nhà, mình đừng có khứa vô cái thân của nó, mình vừa chạy da vừa đụng vô cái phần cứng của cái thân được kìa. Vừa hết cái mí da là được, mình ngưng được rồi. Rồi, cưa cái đọt này luôn, mình chát keo lại nha cả nhà. Cái dao cắt giấy mà cái cán nó bị hư rồi, còn cái lưỡi đâu mà. Mình dùng hũ keo này, keo Mỹ Tiến nha cả nhà. Hũ này hũ nhỏ có 25 ngàn à, có 100 gram à. Đó. Này keo liền da á cả nhà, ra tiệm mua là có. Mày dính lại hả ba? Ừ. Dính lại chi vậy? Cho nó mau liền da. Ừ, nó không có bị mất sức. Ủa, người ta có uống mãi bằng cái này được không? Cái dưỡng da được không? Ừ. Cây này mình cũng làm tương tự vậy luôn nha cả nhà. Rồi con ra đi tặng nha. Con làm. Anh ơi, chừng nào anh có kéo cái gạo cho anh móc qua cái chậu của em, anh cái lưới anh móc vô đó nha. Dạ. Hỏi liền. Trước, hỏi trước, không hỏi là nữa. Mình liền mí luôn ha, cho dễ. Ừ, cho liền thẳng của em luôn á. Dạ. Mà hỏi trước mà không hỏi linh tinh là đừng nói. Chừng chừng nào móc vô cắt ra. Dạ. Anh cắt, anh có, anh móc vô có hỏi ai chưa. Dạ. Cắt ra chừng nào rồi cho chú cho ai vậy, được vậy cột lại đi. Dạ. Thì 8 đêm gì nữa hả đại ca? Đi rồi. Dạ. 8 điện có mình vậy. Dạ.
Mình chia sẻ clip trồng mai của mình xin kết thúc đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều niềm vui nha. Giờ thì bye bye, chào cả nhà.